Hàng 200k này, 500 voucher 30k cho đơn hàng trên 300.000. Và còn rất là nhiều sản phẩm được hỗ trợ giảm giá 10% đến 20% trong giỏ hàng nha cả nhà ơi. Cả nhà ấn vào trong giỏ hàng để xem cái mẫu cũ ấy, xem có giảm giá được 20 đến 30% nữa. Và hôm nay chỉ review về mấy cái sản phẩm mới như mẫu Magic này, Magic 4 màu này, đây là 4 màu này. Đây mẫu Magic hiện tại là 4 màu. Và giá thành bán ở store là bao nhiêu năm nhỉ? Bán ở store là 339.000. Và trong buổi livestream ngày hôm nay là 259.000. Bán 259.000. Và một ngày áp mã voucher 20k là còn 239.000 nữa. Đấy, rất là rẻ cho tất cả mẫu áo Magic này. Đấy, rất là đẹp. Xám đen này, rồi là nâu nani này, rồi là nana gì nhỉ, nâu nâu cái gì này, xanh navy và trắng xám đen. Đấy, bốn mẫu như trong hình đây, rất là đẹp, rất là đẹp. Rồi bây giờ là sang mẫu mới đi, lên đồ vào đây hát tặng mọi người đi. Được rồi. Rồi bây giờ sang mẫu ok, tí nữa mẫu nam đang mang là mẫu màu đen thì mình sẽ tí nữa nam vào làm mẫu luôn. Tí nam vào làm mẫu luôn. Ông nam, ông nữ. Đúng. Ông này năm bước mẫu. Không phải, đây là tên nam. À. Tên nam mà. Vâng. Chứ không phải là. Dạ dạ. Đây, hiện tại là à là bên này, cùng mình ra vào đây. Hello cả mọi người đang xem nha. Đây. Ok, bây giờ là nói về cái sản phẩm WWW nha. Và trong sản phẩm này cũng mới ra mắt đâu đó là tầm 20 ngày. Thì giá bán ở store là bao nhiêu năm nhỉ? Để hôm nay bán giá rẻ cho mọi người. 450.000 cho mẫu áo WWWT. Hiện tại mẫu này là mẫu xanh. Mẫu áo xanh. Có một mẫu áo đen nữa. Tí là Nam và Domingo sẽ lên. Đấy, sẽ lên mẫu màu đen cho mọi người. Bán ở trên live là còn 399.000. Và hôm nay bán ở trên live trên ngày hôm nay là bao nhiêu? 399.000. Có mã voucher không nhỉ? Có mã voucher giảm giá 30k còn 369. Có mã voucher giảm giá 30k còn bao nhiêu? 369. 369.000 nữa. Quá rẻ cho một cái sản phẩm áo thun rất là đẹp. In tất cả các cái này không phải là thêu mà là in công nghệ cao nha cả nhà. In công nghệ NASA cái gì hôm kia nói đấy. Đấy. In với công nghệ cao thì cái này nó sẽ không tróc, bên Quality Store bảo hành cho cả nhà 90 ngày. 309 là 319 này, VV Vân Anh này. Đó, 309 này mọi người nhớ áp mã voucher ở dưới góc này này. Có cả free ship luôn. Có cả free ship luôn nha. Nhắc lại mọi người là có cả free ship ngày hôm nay nha. Số lượng còn 400 áo thôi. Số lượng còn bao nhiêu? 400. 400 áo nữa. Bán 600 áo rồi. Bán tất cả là 600 áo rồi. Và bây giờ là còn 400 áo nữa. Mọi người nhanh tay nha. Tại vì tất cả các mẫu này nếu mà bán hết thì cũng không sản xuất nhiều nữa. Là ra mẫu khác ấy. Kiểu ra mẫu mới khác ấy. Thì cũng bán mấy mẫu cũ này nữa. Những ai hỏi thì có thể mua thôi. Đấy, nhưng mà không bán lên livestream thì nó giá không được giảm hết cả nhà. Nếu mà liên hệ store trực tiếp store thì giá nó sẽ là giá gốc. Áo đẹp quá, cảm ơn Mi nè. Ok cả nhà ơi. Thôi Lindo hát bài gì tặng mọi người đi. Trong cái buổi livestream ngày hôm nay là chỉ có Lindo này là ca sĩ hát này. Còn có Domingo dancer và Lôi Con là cũng là một được gọi là ca sĩ. Đấy, được gọi là ca sĩ. Mua hai áo một combo quần xịp rồi ông già. Cảm ơn QK nha. Cảm ơn QK rất là nhiều đấy. Xịp bikini chưa review mà có người mua rồi. Đấy, các bạn thấy chất lượng và uy tín thì
của College Store là ui nhạc nhồn thế, nhạc đâu có nhạc đâu, ca sĩ chứ không phải là cái gì, ca sĩ à, ca sĩ chứ không phải ca sĩ, ca sĩ ca sĩ ca sĩ không phải là ca sĩ Lindo, ca sĩ Lindo không phải ca sĩ như kiểu ca sĩ ấy, biết là kiểu thằng hát Bát Thị Cam bài là thằng ấy có tên Florenti nữa mà là cái gì, u cantori hả? Cantori người hát thì đây ca sĩ đây, Việt Nam là ca sĩ đây, ca sĩ lời còn ok tí nữa anh đi đâu hát rồi mà gì đây, thích thì đen này. À thích thì đen à? Thích thì đen. Remix à? Dạ remix. Remix luôn. Chơi remix luôn. Thích thì đen. Mix. Karaoke. Rồi để cho Linh Đồ hát bài thích thì đen nha. Ừ. Vào để lên cái mẫu màu đen này cho cả nhà nha. Nó cũng như thế này thôi nhưng mà nó là màu đen, nó là màu đen. Ok, bây giờ Linh Đồ đang nghỉ ngơi một tí. Tí vào. Ok, và cho Nam vào, Nam mới là đội Mingu vào để làm mẫu. Đội Mingu thì là dancer rồi, nhưng mà không biết là Nam có phải dancer hay là gì không. Ok. Ok, hello chào các bạn nhá. Ok, đây là hai anh em đang mang áo màu đen, có dòng chữ ở trên ngực là VV, còn ở về sau VV lên cái tên này có ngô này, nó cũng như là cái mẫu áo màu xanh ấy thôi, nhưng mà nó khác màu là màu đen với màu xanh. Đấy, hai mẫu này rất là đẹp này. Ok, mọi người có biết ai đây không ạ? Mọi người có biết ai đây không? Cho mua 5 áo với Sarah Busen à? Ui giời. Đây, nhiều người hỏi là Nam ở đâu? Đây, hiện tại là có Nam đây. Và cũng như là Nam là chưa có người yêu. À, có chưa? Có. Hả? Thế đẹp trai như này mà có người yêu rồi, phí thật đấy. Không yêu thêm 2 người, 3 người lên đồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Yêu phải chia đẹp trai, phải chia sẻ tình cảm cho các chị em chứ. Đấy. Chứ còn lên đồi không có nhiều nhau. Hả? Chứ còn Linh Đồ không được yêu nhiều. Linh Đồ sao không được yêu nhiều? Yeah. Nam có người yêu chưa? Kể nhiều người rất là hỏi. Nam có người yêu rồi, nhưng mà Nam lại muốn tìm hiểu thêm một bản nữa đấy, cho nó đông đầy cái tình cảm. Tình cảm của Nam là nó hơi nhiều, nên là muốn san sẻ chia bớt cho các em. Đấy. Ok cả nhà. Bây giờ là hai anh này thì bây giờ đội Minh Cú có tài lẻ là nhảy này. Nam bây giờ là có tài lẻ gì nào? Hát à? Ok, hát luôn. Ok, nhất trí không cả nhà? Mọi người đồng ý dancer là sẽ là đội Minh Cú, Nam sẽ là hát. À, sắp tới nếu mà công việc mà ổn định đấy thì Nam cũng sẽ lên live bán áo quần các kiểu, con là điều bán xịt cái gì luôn đấy. Nhưng mà hiện tại là mới sang thì vẫn đang làm quen với công việc và cũng như là môi trường làm việc ở bên này. Thì thời gian chưa sắp xếp được, thì nếu mà sắp xếp được thì cũng Nam cũng sẽ làm bên store luôn để bán quần áo hay là review sản phẩm gì đấy, quay TikTok các kiểu đấy. Ok, bây giờ chốt nha mọi người ơi. Hiện tại là đang ghim giỏ hàng, và nhắc lại mọi người lần nữa nha, hiện tại đang ghim giỏ hàng áo quê là cái tên này, áo màu đen màu xanh, áo màu đen màu xanh đây, và hôm nay giảm giá cho mọi người và cũng như là free ship. Và mọi người ấn vào cái màn hình góc bên trái ấy, là có cái hình thiệp ấy, cả nhà ấn vào đấy sẽ có mã voucher 20k 30k giảm cho mọi người rất là nhiều đấy. Bây giờ là ghim giỏ hàng hai mẫu này, mọi người tranh thủ mua. Quê ở Nam vào cái view lên luôn nhỉ, cũng là một idol TikTok đấy, cả triệu view đấy cả nhà, cả triệu view đấy đấy. Team Joey với lại Quality Store bây giờ toàn nhân tài không đấy, nhân tài đấy cả nhà ơi, nhân tài, phải nói là nhân tài đấy, sau sẽ bùng nổ đấy cả nhà nhá. Ok. Ui, Nam nó trắng nhỉ. Hả? Cái này như kiểu ba nước ấy nhỉ, đây Ấn Độ đấy.
đây Africa, Châu Phi, đây chúng Korean đấy, Korean đã ba màu da nó khác nhau hoàn toàn. Đây là Ấn Độ, Indonesia, Angola, Africa, đấy, Korean đấy, Korean với là cái gì, America là Anh đấy, Anh người Anh. trắng thật mà đây dùng áp như này rồi còn trắng này, tưởng như này là trắng rồi đấy, ai người Nam nó vào nó trắng hơn, chết thật. Ok, bây giờ là để cho Nam hát rồi mình gù nhảy. Ok, nhớ cả nhà nhớ nha, free ship ngày hôm nay này, và cũng như là có mã voucher giảm giá cho mọi người. Cả nhà ấn vào cái hình góc trái bên màn hình ấy, có cái hình thiệp ấy, ấn vào đấy, da vàng đấy, da vàng đó, đúng rồi, da vàng. Giờ này cũng sức khỏe cũng không ăn không được mấy ấy, nên là màu da nó xanh xao vàng đấy, bình thường là trắng rồi đấy. Ok, Nam có bài gì hát, bài gì hào khí Việt Nam. Tí review lại cái mẫu basic đấy, basic cho mọi người. Để lên mấy cái mẫu với cái tên này xong thì sẽ là review quần bikini, và sau đó sẽ quay lại là mẫu basic này nhá, mẫu basic này rất đẹp, thành công cuối cùng rồi.